Sắp tới sẽ sử dụng nhiều phương pháp đánh vần tiếng Việt khác nhau. Với chủ trương một chương trình nhiều sách giáo khoa, trong chương trình giáo dục phổ thông mới dự kiến sẽ có nhiều phương pháp đánh vần tiếng Việt khác nhau được đưa vào nhà trường. Đoạn clip cô giáo hướng dẫn học sinh đánh vần tiếng Việt phát trên mạng được dư luận rất quan tâm. Trong clip có thể thấy cô giáo đang hướng dẫn cho học sinh đánh vần theo phương pháp của tài liệu tiếng Việt lớp 1 công nghệ giáo dục. Dấu hiệu nhận biết chính là sử dụng cụm từ luật chính tả, cách gọi được dùng nhiều trong tài liệu tiếng Việt giáo dục công nghệ này. Hướng dẫn đánh vần dựa trên cơ sở phân tích cấu trúc âm tiết tiếng Việt và sử dụng những thuật ngữ âm học như nguyên âm, âm đệm, âm cuối, v.v. Chú ý phân biệt rạch ròi âm và chữ. Ví dụ như đối với âm cờ thì có 3 chữ là chữ ca, chữ quy và chữ cờ. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia thẩm định tài liệu tiếng Việt 1 công nghệ giáo dục, đồng thời là điều phối viên chính ban phát triển chương trình giáo dục phổ thông mới, thành viên ban phát triển chương trình môn tiếng Việt ngữ văn cho biết. Phương pháp dạy học đánh vần trong đoạn clip nói trên không thuộc nội dung được quy định trong chương trình tiếng Việt ngữ âm mới sắp được ban hành, cũng như chương trình tiếng Việt năm 2000 là chương trình hiện giờ đang học. Chương trình chỉ quy định các yêu cầu cần đạt về kỹ năng đọc, viết, nói và nghe. Cụ thể là trong một năm học thì học sinh có khả năng đọc, viết, nói và nghe đến mức độ nào. Ví dụ như chương trình lớp 1, tiếng Việt ngữ văn mới quy định, học sinh học xong lớp 1, học sinh đọc đúng âm, vần, tiếng, từ, câu. Có thể đọc chưa thật đúng một số tiếng có phần khó, ít dùng. Đọc đúng và rõ ràng đoạn văn hoặc là một đoạn văn bản ngắn, tốc độ đọc là 40 đến 60 tiếng trên 1 phút. Biết ngắt hơi ở chỗ có dấu phẩy, biết kết thúc câu ở chỗ có dấu chấm, hay là ở những chỗ kết thúc dòng thơ. Bước đầu biết đọc nhầm, chứ không bắt buộc học sinh phải được học theo phương pháp nào, ông Hùng nói. Nói cách khác thì chương trình giáo dục chỉ quy định mục tiêu cần đến, còn con đường đến như thế nào thì sẽ được lựa chọn bởi tác giả của sách giáo khoa và giáo viên, vị này khẳng định. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Mạnh Hùng, hiện nay các trường tiểu học trên cả nước đều thực hiện một chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học. Do vậy, dù dạy theo sách giáo khoa tiếng Việt 1 hay hiện hành hay là tài liệu tiếng Việt 1 công nghệ giáo dục đều đạt được mục tiêu môn học đã được quy định ra trong chương trình. Tiếng Việt 1 công nghệ giáo dục không phải là một chương trình riêng mà chỉ là một tài liệu dạy học do giáo sư tiến sĩ khoa học Hồ Ngọc Đài chủ biên. Dạy học theo tài liệu tiếng Việt 1 công nghệ giáo dục là một trong những phương pháp dạy học tiếng Việt cho học sinh tiểu học, nhất là ở những vùng khó khăn, vùng có nhiều học sinh dân tộc và đến nay đã có nhiều địa phương lựa chọn tự nguyện áp dụng, ông nói. Trước băn khoăn của phóng viên về việc đây có phải là cách dạy đánh vần sẽ được áp dụng trong chương trình giáo dục phổ thông mới, ông Hùng nói, phương pháp dạy học đánh vần theo tài liệu tiếng Việt 1 công nghệ giáo dục đã khiến cho một số người cảm thấy băn khoăn và có phần lo ngại. Vì thói quen đã có phương dạy theo phương pháp học đánh vần truyền thống và hiểu lầm đây là cách dạy học sẽ được bộ áp dụng trong thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. Ngoài ra thì ông Hùng cũng cho hay, sắp tới thì khi chương trình giáo dục phổ thông mới được ban hành, với chủ trương một chương trình nhiều sách giáo khoa, thì sách giáo khoa tiếng Việt lớp 1 của nhóm tác giả khác nhau có thể sử dụng những phương pháp học đánh vần khác nhau. Chắc hẳn là cuốn sách giáo khoa nào giúp cho học sinh đạt được các yêu cầu của chương trình bằng phương pháp hiệu quả nhất sẽ được nhà trường, giáo viên, cha mẹ học sinh ưu tiên lựa chọn, ông Hùng tiết lộ. Ông Đại thao túng cả một nền giáo dục, nhưng sao Bộ Giáo dục vẫn im lặng đáng sợ như vậy? Trong khi dư luận vẫn chưa hết bàng hoàng về vết dơ nhàn lặn thi cử ở Hà Giang, thì mới đây tiếp tục đón nhận thông tin sốc về một cuộc cải cách đem những đứa trẻ lớp 1 ra làm chuột bạch của giáo sư Hồ Ngọc Đại. Bên cạnh đó, hàng triệu phụ huynh nghèo phải móc hết lúa giống ra để bán chỉ mua cho con một bộ sách giáo khoa cải cách đắt gấp 3 lần sách giáo khoa hiện hành. Thậm chí có tiền cũng chưa chắc mua được, vì đây là sách độc quyền. Quá bức xúc trong khi dư luận đặt ra câu hỏi, hàng nghìn tỷ đồng bán sách về tay ai? Thì mới đây giáo sư Đào trắng trợn khẳng định, bộ trưởng, thứ trưởng giúp ông lách luật, chương trình mới chỉ làm tiền. Phát ngôn của giáo sư Đại thách thức cả dư luận, bôi nhỏ cả một nền giáo dục như vậy. Thế nhưng Bộ Giáo dục đến nay vẫn chỉ biết im lặng. Trong bài viết, tôi không muốn gọi giáo sư Đại là thầy, bởi xưng danh thầy, nó thiêng liêng cao quý lắm.
Nó dành cho những người có tâm huyết với sự nghiệp giáo dục, nhằm khai phóng cho dân tộc. Nó đâu phải để dành cho những người có học hàm, học vị, có chức tước bổng lộc trong ngành giáo dục, nhưng vô tâm, vô trách nhiệm, chỉ biết vơ vét tiền bạc cho riêng bản thân. Họ là thầy được sao? Còn gọi là giáo sư, bởi vì theo tiến sĩ Lê Viết Khuyết đã khẳng định, phó giáo sư, bấy lâu nay chỉ là hư danh. Nhiều người chẳng ra cái gì cả, không nghiên cứu, không đi dạy ngày nào, chỉ xin tiết dạy để làm hồ sơ vẫn làm thành giáo sư, phó giáo sư. Bởi vậy mới có chuyện, một người được gọi là tri thức, đạo mạo, đức cao vọng trọng như ông Đại, lại tìm cách lách luật, đi đường tiểu ngạch cùng với một số vị quan chức lãnh đạo ngành giáo dục. Ví dụ như nguyên Bộ trưởng Phạm Vũ Luận và Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển thực hiện chiến lược đánh du kích. Ban đầu thì cho in thí điểm một vài địa phương, chỉ đạo địa phương mua sách thông qua công ty xuất bản độc quyền với giá cao gấp 2-3 lần bình thường. Ban đầu từ Lào Cai là một tỉnh miền núi, để rồi sau đó nhìn rộng ra. Một số nguồn tin cho biết, nhiều phụ huynh đã phải chạy đôn chạy đáo để tìm mua được những cuốn sách giáo khoa tiếng Việt có chất lượng thấp do ông Đại làm chủ biên. Và ước tính cả xã hội sẽ phải tiêu tốn đến 400 đến 500 tỷ đồng cho mô hình thí điểm này. Lợi dụng chức vụ quyền hạn và cơ chế độc tài kết cấu với nhau vơ vét những đồng tiền mồ hôi nước mắt của nhân dân lao động, bòn rút ngân sách vốn vay ODA cho ngành giáo dục. Năm nào cũng cải cách giáo dục, cải cách năm này chồng chéo lên cải cách năm sau, chỉ để in sách và bán sách độc quyền thu lợi bất chấp hệ quả giáo dục ngày càng tồi tệ và rối tinh rối mù. Đây là những con rau cực kỳ nguy hiểm cho tương lai của đất nước. Đó là thực trạng đáng buồn và là nỗi đau của những ai đang quan tâm đến vận mệnh của đất nước. Thế nhưng, thái độ đối diện với thực trạng đó là gì? Đó là sự im lặng đáng sợ của nhiều người, ngoại trừ một số ít những tri thức dám lên tiếng trên mạng xã hội. Nhưng đó cũng chỉ là tiếng kêu của những con cuốc cô đơn trong đêm hè. Có người phải thốt lên rằng, phàm là người, ngoại trừ kẻ ngu đần thiểu năng, ai cũng phải biết tự đặt ra thứ tự ưu tiên cho mọi công việc phải thực hiện, vào bếp chuẩn bị cho bữa ăn. Người nội trợ cũng biết sắp xếp việc gì trước, việc gì sau. Ấy thế mà mang chức trách điều hành cả một guồng máy quốc gia, các ông to bà lớn thản nhiên cho phép Bộ Giáo dục tiến hành bao nhiêu thứ nhảm nhí. Ai cũng thấy rõ cơ cấu nhân sự, tư tưởng, đường lối, biện pháp của ngành giáo dục ngày càng thảm não, cần thiết cấp thời sửa đổi. Nhưng thay vì tập trung trí lực, tài chính, vật chất vào công cuộc cải tổ giáo dục thực sự, để mong đợi một kết quả tốt đẹp vài chục năm sau, họ lại vớ vẩn cải cách tiếng Việt cho trẻ con lớp 1. Chủ trương thay đổi áp đặt nhận thức của nhân chúng về tiếng Việt, chữ Việt là hành vi sắc sược, chủ quan của một nhóm người, không có một hội đồng chuyên môn, học giả, trí thức, nhà nghiên cứu đủ uy tín công bố công trình và chờ người dân có ý kiến nhận xét. Họ không công khai áp dụng thử nghiệm và rút ưu khuyết điểm. Họ cứ như ông cố nội của nhân dân, bắt buộc dân phải chịu. Đó là sự miệt thị, khinh rẻ, coi thường toàn dân. Họ xem dân như rác, dân là ai, là tất cả. Trong đó, dưới khoa học bảng trí thức học vị giáo sư tiến sĩ thứ thiệt, có các lãnh đạo, các tôn giáo khả kính mà hầu hết tri thức uyên thâm. Có các nhà văn, nhà thơ, nhà báo thuộc giới rất gắn bó với chữ Việt, tiếng Việt. Có cả ngàn các bài thơ lừng lẫy từ Nam vô Bắc luôn luôn gào thét giữ gìn trong sáng tiếng Việt. Có bao nhiêu giáo viên, giảng viên dạy tiếng Việt trên khắp cả nước. Có các nhà văn hóa hoạt động rầm rộ đó đây. Có các hoạt động chính trị, đấu tranh dân chủ khắp nơi. Có luật sư, bác sĩ, kiến trúc sư, phụ huynh, có con em đang vào lớp 1. Nhưng sao không thấy cá nhân hay tổ chức nào nghiêm túc đặt ra vấn đề với thủ tướng hay chủ tịch nước? Tất cả chìm trong im lặng. Chỉ có những status tuyệt vọng, phẫn nộ của cá nhân thoi thóp út hẳn loanh quanh trên mạng xã hội mong manh. Ý thức dân chủ đó, ý thức dân tộc là đó, dân trí đó. Mọi thứ tổ chức hợp pháp, mục tiêu về đấu tranh, phản kháng hợp pháp và cần thiết cho một tương lai dân tộc. Nhưng tất cả đều im lặng. Phát hiện thiên thạch khổng lồ to hơn đại kim tự tháp Giza đang lao về phía trái đất. Thiên thạch có kích cỡ lớn hơn cả đại kim tự tháp Giza đang tiến về trái đất với vận tốc hơn 30.000 km/h.
Mới đây, các nhà khoa học đã công bố một tảng thiên thạch khổng lồ đang bay về phía trái đất, vận tốc lên đến 32.400 km/h, và nó sẽ đến gần trái đất vào ngày 29 tháng 8 tới đây. Thiên thể mang tên là 2016NF23, có kích cỡ bằng hai lần chiếc máy bay Boeing 747 và có chiều cao thậm chí còn cao hơn cả đại kim tự tháp Giza của Ai Cập, kỳ quan cổ đại duy nhất còn sót lại trên trái đất hiện nay. Được biết, đây là một phát hiện của NASA nằm trong vụ theo dõi các thiên thể gần trái đất để nhận biết các mối nguy hiểm tiềm tàng có thể xuất hiện. Theo các chuyên gia đánh giá, 2016NF23 được xếp vào dạng có khả năng gây nguy hiểm, hạng mục dành cho các tiểu hành tinh có khoảng cách tối thiểu nhỏ hơn 7 triệu km và độ sáng tuyệt đối H từ 22 trở lên. Độ sáng của thiên thạch này là 22,9. Tuy nhiên thì bằng cách tính toán thì khả năng nó va chạm với trái đất là cực kỳ nhỏ, nhiều khả năng nó sẽ đi ngang qua chúng ta ở khoảng cách là 4,8 triệu km. Những năm gần đây, NASA đã chuyển hướng việc xác định vật thể bay có kích cỡ trên 140 mét. Lý do là vì hơn 90% các thiên thạch kích cỡ trên 1 km có khả năng gây ra thảm họa đã được xác định vị trí rồi. Để so sánh thì chỉ mới 10% những thiên thạch nhỏ hơn được tìm thấy, trong khi chúng vẫn có khả năng gây ra nguy hiểm giống như quả 2016NF23 này.